Xin chào những vị khách hàng của Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du. Đây là một vị khách đã nâng mũi tại Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du. Và hôm nay là đúng 10 ngày vị khách này đến cắt chỉ. Khi thực hiện nâng mũi là khách hàng của chúng ta thực hiện nâng mũi Megadum. Đây, dáng mũi rất là thẳng, đầu mũi được kéo dài ra. Em ơi, về nhà thì gia đình bạn bè của mình có khen dáng mũi của mình không? Dạ có. Mũi của em á rất là tự nhiên và rất là phù hợp với gương mặt của em luôn, cân đối và hài hòa, sống mũi thẳng, đầu mũi được kéo dài ra và có trái mũi, đặc biệt là lỗ mũi rất là kín. Sống mũi này là ở độ cao vừa phải, phù hợp với gương mặt của khách hàng. Về nhà, tuy là hôm nay mình mới cắt chỉ xong nhưng mà về nhà em vẫn nhớ là hãy vệ sinh vết thương kỹ lưỡng nè, với lại hạn chế không ăn đồ nóng, trái cây nóng như là sầu riêng, vải nha. Dạ. Với lại mình không ăn bò, gà, rau muống để tránh ảnh hưởng đến vết thương. Một tháng sau mình nhớ đến tái khám để bác sĩ khám lại mũi của mình xem là tình trạng mũi đó ổn chưa nha em. Dạ. Rồi, cảm ơn em đã tin tưởng bác sĩ Việt cũng như là tin tưởng Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du để đến thực hiện nâng mũi. Hiện tại thì Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du đang có rất nhiều các chương trình ưu đãi giảm giá. Những vị khách hàng nào mà muốn thực hiện nâng mũi thì hãy liên hệ ngay với Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du tại số 355 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc là đặt lịch hẹn qua số hotline 0938 442 998. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.